chào mừng tất cả các anh em đến với taxi coin thì uh, thời gian vừa qua thì open campus là giao thức cho phép cộng đồng xây dựng các nội dung giáo dục phi tập trung trên sông giao web 3 và là dự án eio lần thứ 31 của binance Launchpad thì vừa rồi uh, trên binance Launchpad cũng đã đưa đến thông tin để chúng ta có thể đăng ký cũng như là mua cái uh, đồng coin của dự án open campus này đồng coin edu và uh, trong video này thì mình sẽ review cho anh em về cái đồng coi edu này một chút và cũng như là à, à, đưa cho chúng ta một số những cái cái sự chuẩn bị để chúng ta có thể đăng ký cũng như là mua cái đồng à, edu này sớm nhất có thể. Thế thì tại thời điểm hiện tại thì à, chưa mua được nhá, mới đang trong giai đoạn chuẩn bị thôi, chưa mua được. Nhưng mà có thể khi các bạn xem được video này thì các bạn cũng có thể đã mua được rồi. ấy thì à, đầu tiên thì mình sẽ anh em sẽ cùng xem xem là cái dự án Open Campus và cái đồng coin Edu này là như thế nào nhé. Open Campus là gì? Open Campus là một nền tảng cho phép cộng đồng tạo và quản lý nội dung mà họ muốn chia sẻ với thế giới. Điều này giúp giáo viên và chuyên gia có thể kiếm được tiền và nhận được sự công nhận của những kiến thức và kinh nghiệm mà họ đóng góp cho cộng đồng. Đại loại là chúng ta có thể hiểu được là cái Open Campus này nó giống như là một cái nền tảng thực ra nó trên web 3 chứ không phải trên web 2 nhưng mà nó giống như kiểu trên youtube hay là giống trên cái những cái nhà sáng tạo những cái web liên quan đến nhà sáng tạo nội dung ấy thì, thì ở đây nó, nó đánh vào chủ yếu là đánh vào về cái vấn đề giáo dục ở trường học ấy thì khi mà các giáo viên và các chuyên gia có thể là là bán hay là chia sẻ những cái uh, kinh cái cái, cái cái kiến thức hoặc cũng như là kinh nghiệm của mình đóng góp cho cộng đồng thì họ có thể nhận lại được có thể đem đó lên bán đại loại thế đem cái những cái, cái đấy lên bán uh, với cái công nghệ blockchain bằng ví dụ như NFT hay là bằng công nghệ blockchain ở đấy thì nó không thể thay thế. Thì cái điểm nổi bật của cái dự án Open Campus này thì là à, các cộng đồng có thể sử dụng công nghệ blockchain để tài trợ này, chia sẻ quyền sở hữu và kiếm tiền từ nội dung giáo dục phù hợp với nhu cầu của họ. À, mình ví dụ như này nhé, ví dụ như người tạo nội dung giáo dục có thể đăng tải nội dung của mình trên nền tảng blockchain bằng cách cung cấp quyền quảng cáo thông qua một cái là cái publisher NFT một loại đồng tiền ảo trên blockchain, à, trong đó các đồng tác giả có thể kiếm được doanh thu dựa trên đóng góp của họ này. Thì ngoài ra những nhà từ thiện cũng có thể hỗ trợ trực tiếp các hoạt động giáo dục và theo dõi đóng góp của mình trên chuỗi blockchain thông qua smart donation, một dạng đóng góp thông minh trên, trên blockchain. Thế thì cái dự án Open Campus này nó đã có những cái dự án con, đã có những cái công cái cái, cái công việc con rồi. Thì đây nhá. Thì đầu tiên là chúng ta có thể xem được cái sơ đồ của nó này. Ví dụ như cái gì đây là cái dự án Open Campus này. Đấy tổ chức giáo dục này. Rồi là cái 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 công cụ uh, publisher NFT về liên quan đến quảng cáo thì vừa đấy mình nói đấy. Rồi và đây là có người ta có thể mua bán uh, market black, có nghĩa là chúng ta mua bán uh, mua bán những cái 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 đấy, những cái mà người ta đưa lên thành NFT hay đưa lên chia sẻ lên đấy. Nó đều có thể làm được hết. Như đây các bạn có thể xem này. Đến Ví dụ như là cung cấp quyền quảng cáo bằng cái publisher NFT đây. Đây, cái publisher NFT đây này. Đấy, rồi là đóng góp đóng góp thông qua cái mạng blockchain này. Thì uh, mô hình hoạt động của Open Campus là uh, thứ nhất là giao thức Open Campus sử dụng công nghệ blockchain để cải tiến hệ thống giáo dục truyền thống. Uh, giao thức này cho phép cộng đồng hỗ trợ trực tiếp vào nội dung giáo dục ý nghĩa và khuyến khích chất lượng và sáng tạo. Nó giúp cá nhân có thể tùy biến trải nghiệm học tập của mình và cải thiện tính năng đa dạng, tiếp cận và năng động của học việc kết hợp về học tập đấy. Việc quyền số hóa nội dung giáo dục cho phép giáo viên tiếp cận nguồn tài trợ mới bằng cách bán quyền đồng xuất bản cho nội dung giáo dục của họ, từ đó hưởng lợi từ các liên kết mới. Điều này giúp tăng cường sự độc lập và sáng tạo cho giáo viên và học sinh. OK, nếu mà ví dụ như giáo viên và học sinh mà họ có thể gọi là sáng tạo đấy, giống như chúng ta gọi là những nhà sáng tạo chẳng hạn, những cái nhà sáng tạo nội dung chẳng hạn mà họ, họ tăng cường cái việc sáng tạo lên, họ đưa ra những cái bài giảng hay, đưa ra những cái cái bài thuyết trình tốt, ấy, thì họ đưa lên trên cái blog trên này và hoàn toàn có thể là chia sẻ và liên kết để nhận được nguồn thu doanh thu giống như cái việc mà chúng ta đăng video lên trên YouTube hay là chúng ta đăng video lên TikTok chẳng hạn, ấy, nó cũng gần giống như thế nhưng đấy là web hai thôi, còn đây là web 3 Công nghệ blockchain đảm bảo rằng các chứng chỉ và bằng cấp được lưu trữ mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Nó giúp tăng tính minh bạch và đáng tin cậy trong việc xác nhận kết quả học tập của sinh viên. Ok thì lại nhắc lại về cái vấn đề blockchain thì là nó sẽ được lưu trữ mãi mãi và không hề thay đổi. Đấy, đấy chính là cái vấn đề của nó. Tài sản dựa trên blockchain giúp người tạo nội dung giáo dục chia sẻ nội dung một cách rộng rãi hơn trên nhiều kênh phân phối và đảm bảo người dùng giữ quyền sở hữu công việc của mình tất cả các tính năng này giúp tăng cường tính độc lập và sáng tạo trong giáo dục. Ok vậy thì là một cái dự án liên quan đến giáo dục giúp tăng cường cái việc uh, tăng tính độc lập và sáng tạo trong giáo dục. Nhưng tuy nhiên thì khả năng tiếp cận đến tất cả các nền giáo dục trên thế giới thì còn có lẽ hơi khó. Một số các dự án nổi bật được xây dựng trên Open Campus thì ví dụ uh, đầu tiên là có TinyTap. TinyTap là một nền tảng giáo dục không yêu cầu uh, kỹ năng lập trình để tạo ra các bài học tương tác, khóa học và chương trình đào tạo hoàn chỉnh được sử dụng bởi hàng triệu gia đình trên thế giới. Nền tảng này có cộng đồng lớn gồm hàng ngàn tác giả tạo nội dung và đã sử dụng công nghệ blockchain và giao thức Open Campus để sở hữu các tác phẩm của mình và kiếm tiền trực tiếp từ các gia đình sử dụng nó. Ok, lại giống như việc chúng ta tạo ra những cái bài học rồi là bán cho các gia đình. Đấy, thì uh, bằng cái, cái công nghệ blockchain bằng cái uh, giao thức camp, Open Campus này xếp hạng trong top 10 ứng dụng cho trẻ em trên toàn cầu này được công nhận trong lĩnh vực giáo dục người dùng tạo nội dung UGC 250.000 đại học và 100.000 tác giả trung bình mỗi mỗi tác giả là có 2,5 bài học TinyTap bạn nào mà làm giáo viên bạn nào làm giáo viên hay các bạn có một cái uh, cái trình độ sư phạm cũng như là có thể là được video về giảng dạy về giáo dục ấy. các bạn có thể nghiên cứu cái trang web TinyTap này nhé OK, một cái hình ảnh của Open Campus họ đưa ra đến TinyTap, TinyTap Publish NFT. Mô hình này khuyến khích việc chia sẻ quyền sở hữu giữa người sáng tạo nội dung và nhà tiếp thị. Ví dụ như 12 tác phẩm đã được bán với giá trên 200 bảng. À, cái gạch này là đô ở Trong cuộc bán đấu giá đầu tiên của TinyTap vào năm 2022, cái bài báo này họ cũng chưa có dẫn chứng cụ thể. Anh em có thể vào trong web này, web3.tinytab.com để tìm hiểu thêm nhé. Cái dự án tiếp theo là Mokey Versa. Moke Versa, nghe như meta MetaSaver vậy, Mokey Versa. Đây là một dự án sử dụng công nghệ NFT của Animoca Brand. Với mục tiêu xây dựng, tạo ra và chơi và học hỏi để đưa thế giới gần với nhau hơn thì moca Saver Learn Dream là một cộng đồng trao đổi kiến thức về Web3 và Open Campus sẽ là đối tác đầu tiên kích hoạt trên nền tảng này. Tóm lại thì đây là một dự án hướng tới việc chia sẻ kiến thức và kết nối cộng đồng. Đấy, có thể dùng là nhiều, các bạn ấy gồm có nhiều màu da, thậm chí là dùng hình ảnh của cả những người ngoài hành tinh nữa. Boca Saver trong Open Campus. Dự án tiếp theo là Game Education. Mạng lưới trường học lớn nhất trong khu vực Mena với hơn 130.000 sinh viên đang học tập tại hơn 60 trường. Open Campus sẽ phối hợp với Game Education để tạo ra và ra mắt các chương trình giáo dục mới bằng tiếng Ả Rập và nội dung sẽ được mã hóa dưới dạng public NFT. Về tổng quan về cái dự án Open Campus này thì có cái đồng coi chính hiện tại là EDU cũng là cái đồng coi mà hiện tại chúng ta đang quan tâm tên thì là Open Campus nhưng EDU đấy nghĩa ra là phải có chữ O ở trước nhỉ OC nhưng mà lại không có mà là EDU đấy giống như là viết tắt của Education vậy đấy tức là nghe đã thấy liên quan đến giáo dục rồi Blockchain BNB BNB Smart Chain đấy, token thì uh, được luân chuyển web 20 rồi contract thì sẽ được update tiếp theo sẽ được update tổng cung một triệu à một tỷ đồng EDU đấy. tổng cung uh, có thể tổng cung lưu hành uh, sắp tới là 145 triệu đồng EDU này. Về đây là cái tỷ lệ phân bổ của cái đồng uh, tỷ lệ phân bổ của cái đồng EDU này nhá. Nó sẽ phân bổ ra rất nhiều. Các bạn có thể tham khảo ở đây. Còn đây là cái lộ trình phân bổ. À, giống như cái tỷ lệ vừa nãy nhưng mà nó đang lộ trình phân bổ đến tận là tháng 1 năm 2028 cơ. Đấy. Tháng 8 năm 2028 mới phân bổ hết 100% cái đồng này về các nhà đầu tư đấy thì Open Campus hiện đang là partner với rất nhiều ông lớn trong ngành crypto như là Hope Protocol, High Street, Sandbox, and Animoca ETC, à Sandbox rồi là Hock Protocol là những cái tên khá là tên tuổi gần đây rồi, người ta có cả game nữa. quay trở lại với sàn Binance thì để tìm hiểu được cái dự án đấy và tìm mua được cái dự án Open Campus cũng như đồng EDU ấy, thì các bạn lên sàn Binance các bạn có thể hoàn toàn là vào bằng cái ứng dụng trên điện thoại nhé không cần biết phải web nhé các bạn ấn cho mình vào thêm rồi này đấy, các bạn kéo xuống tìm cho mình cái 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 icon Launchpad này hình chân lửa này khi các bạn ấn vào thì nó sẽ đưa lên ngay đầu tiên cho các bạn thôi dự án nào mới sớm nhất đấy thì đây là dự án 31 EIO um, thứ 31 của Binance Lab và lấy là một dự án số 69 đã được triển khai của Binance. Thế thì khi các bạn kéo lên đây này này. Đấy, thì Binance nó đưa ra cho chúng ta thông tin ví dụ như là 1,6 tỷ à 1,6 tỷ đúng rồi, 1,6 tỷ đô đang được khóa. Số tiền kiếm được là 121 triệu. Số người tham gia đến nay là đã có 3 triệu người tham gia rồi. Với dự án Carbon Campus này. Đấy, một cái dự án web 3 Education Protocol cái tổng lần này được offer tổng cái tổng tổng cái số token được offer ấy là 50 đây là 50 triệu. Đấy 50 triệu nhá. Giá sale là 0,05 đô một cái đồng này. Thời gian còn lại cho đến khi đăng ký bắt đầu thì tại cái thời điểm mình làm video là còn 4 ngày 21 giờ. Có nghĩa là bạn các bạn có 4 ngày 21 giờ từ cái thời điểm mình làm video này để các bạn chuẩn bị thôi vì nó vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị nhá. Đấy. còn cái đồng mới nhất gần đây sau trước cái đồng uh, Open Campus này là đồng Spec ID, đấy, thì các bạn uh, có thể xem cái tham khảo cái bảng đây này, thứ nhất là giai đoạn nó đang ở trong giai đoạn chuẩn bị tính số dư BNB, đấy, giai đoạn thứ hai là đăng ký mua, đăng ký BNB mua và giai đoạn thứ ba là cách tính phần thưởng và giai đoạn tư là thông báo kết quả, đấy thì, uh, ok cái này thì các bạn cần phải vào trong cái Binance Launchpad Đấy để các bạn kiểm tra xem là Mình cần thiết phải có bao nhiêu Bao nhiêu BNB Thì các bạn vào cái phần này này Câu hỏi thường gặp về quy tắc Tính toán phân bổ đăng ký Launchpad và giảm Và giảm trừ BNB BNB cá nhân cam kết Chia cho tổng BNB của tất cả những người tham gia Tổng quan sẽ được bán trên 5 nhân Ví dụ như có 1.000 100.000 cái đồng token ABC này được cung cấp trên một phiên Launchpad mới một người dùng cam kết là 5BNB, 5 BNB 5.0 BNB hoặc là 5.000 đây là 5.000 BNB và 9 người khác cam kết với tổng số là 100 000 100 000 BNB trong thời gian đăng ký thì người dùng này sẽ nhận được về cái tỷ lệ như thế này hoặc 4,76 phần tổng số token mà được cung cấp trong cái bước tính toán đầu tiên đây này các bạn có thể nhìn ví dụ như cái bảng này này mình ví dụ như có 105.000 cái đồng BNB này được cam kết thì người dùng thứ nhất mà người ta đang đóng góp vào 50.000 rồi thì người ta sẽ nhận được về cái phần trăm tốc cần là như thế chứng tỏ là ông càng cam kết nhiều BNB ông càng cam kết ký nhiều BNB thì ông càng được nhiều chứ cũng không bắt là tối thiểu bao nhiêu hay là ít hay nhiều là bao nhiêu cả đấy cái bài toán này cũng gần là tương tự phần còn lại phân bổ còn lại Nó sẽ có nhiều bước tính toán để các bạn có thể tham khảo ở đây. Đây loại là ví dụ như các bạn mà càng giữ nhiều BNB ở trong uh, trong trong ví sau sắp tới sang cái bước tiếp theo các bạn đăng ký giữ BNB ấy thì các bạn sẽ càng nhận được nhiều. Đây này, đăng ký này. Tiến trình đăng ký các bạn có thể kéo ở đây này. Thời gian tính toán khi nắm giữ BNB này để tham gia số dư BNB trung bình hàng ngày của bạn trên các tài khoản khác nhau sẽ được tính toán. Đấy, bạn có thể vào đây để các bạn đọc này đấy thiếu BNB thì các bạn có thể mua số tiền tối thiểu là 0,1 BNB rồi xin bước tiếp theo là cái thời gian đăng ký là ngày 28 tháng 4 vậy là chúng ta có 4 ngày để chúng ta chuẩn bị BNB trong ví nhá các bạn nào càng nhiều thì càng được tỷ lệ phần trăm nhiều Ví dụ như các bạn nào mà có đến 10.000 BNB chẳng hạn thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều cái token cái đồng này. Và nếu như các bạn có ít thôi ví dụ như để một chút pin bi thôi thì chắc là nó cũng không đáng kể cái số liệu này nó cũng không đáng kể nhé đấy đến ngày 28 tháng 4 đấy 13 giờ ngày 28 tháng 4 là thời gian để đăng ký 16 giờ là thời gian để tính toán rồi và đến chỉ sau một tiếng thôi họ sẽ phân bổ như vậy đến ngày 28 tháng 4 này trong vòng một ngày 28 tháng 4 buổi buổi chiều họ sẽ phân bổ hết cái cái đợt token đồng EDU này Thế thì anh em nào mà có nhu cầu muốn hâu muốn giữ hay muốn săn săn cái đồng edu này sớm thì anh em có thể tham khảo cái cách đăng ký ở đây thì ngoài ra thì mình cũng có một lời khuyên là thường thì những cái đồng coi kiểu như thế này mà khi nó ra nó giật mạnh lắm đấy nó giật xả giật xả mạnh lắm đấy, đấy cho nên là các bạn nào mà có mua để hâu để trong cái thời gian đầu này thì các bạn đừng mua nhá các bạn nên chờ khoảng tầm một vài tiếng hoặc sang ngày hôm sau để xem xem cái tình hình nó, nó giật xả như thế nào Nha. vì có người tự nhiên người ta nhận được cái đồng này người ta xả mạnh lắm Ok thì kết thúc video tại đây. Mình hy vọng là mình đã giới thiệu cho mọi người về một cái đồng coi chuẩn bị được ra mắt. Và các bạn khi nào mà các bạn bạn xem được cái video này thì cũng có thể là đồng coi này nó ra mắt rồi. Nhưng tuy nhiên thì về các thông tin của cái dự án thì nó vẫn còn như đó. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới để mình giải đáp. Đừng quên like video, subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.